Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hubo xin chào lớp cho anh em. Tôi Văn Tiến chào cho anh em. Tôi Mạnh chào cho anh em. Tôi Trà chào lớp cho anh em. Ok con ạ. Thì ở clip trước ấy thì Đôn Trà đã rất là xuất sắc ăn hết một cân xúc xích và đã chiến thắng, mang về cho mình tiền thưởng là 3 triệu rồi nha cậu nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục để anh em tiếp tục series thử thách thi ăn. Anh em nào ăn nhanh hết nhất thì sẽ nhận tiền thưởng. Và hôm nay sẽ là đến với cái món gọi là mì trộn tương đen nha cậu nha. Đây là những gói mì trộn tương đen này. Thì ở mỗi đĩa của anh em hiện tại đang là 5 gói nha cậu nha. Bình thường thì anh em ăn mì pha ở nhà thì anh em mỗi anh em sẽ ăn mấy gói? Em thì ngoài mà đói chắc ăn tầm 2 gói. Hay à? Em tan chỉ tầm 1 gói, 1 gói rưỡi thôi. Mình với mình thì mình cũng chỉ ăn tầm 1 gói hoặc là gói rưỡi thôi các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay trong cuộc thử thách thi ăn này thì mỗi anh em sẽ là 5 gói mì trộn tương đen nha cậu nha. Và mì này sẽ là mì hơi ẩm hoặc là gọi là mì khô, chứ không phải là mì nước, để anh em gọi là dễ ăn nha cậu nha. Ở clip này thì anh em có cần gọi là anh hỗ trợ thêm cái gì không? Có nước đấy, không chơi như hôm đó thằng này. Đó các bạn ạ, mình sẽ tắc cổ. Mình sẽ hỗ trợ anh em nước nha cậu nha. Thì ở đây ấy, mỗi anh em đã có 5 gói mì trộn tương đen đây rồi, thì bây giờ anh em sẽ đem về chế biến để trộn nó lên xong rồi để bắt đầu thử thách thi ăn ngày hôm nay luôn nha các bạn nha. Anh em nào có xem được clip này của mình ấy thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh em nhá. Đấy các bạn ạ, vậy là anh em đã trộn xong 5 gói mì trộn tương đen rồi nha các bạn nha. Mì trộn tương đen này thì vừa nãy mình cũng không để ý là xuất xứ từ đâu, nhưng mà mình nghĩ là từ Hàn Quốc nha các bạn nha. Đó thì anh em đã trộn xong mì rồi và bây giờ chỉ việc sẵn sàng bước vào gọi là cuộc thử thách thi ăn mì trộn tương đen này thôi. Thì đây là cái tiền thưởng của anh em này. Mọi người sẽ thấy này, anh em chứng kiến này. Đủ 3 củ chưa? Đủ 3 củ khoai chưa? Rồi. Hôm nay nhá, anh em nào ăn hết phát đặt đũa xuống khi mà không còn cái gì trên đĩa ấy, là anh em cứ thế giật tiền thưởng luôn. Một sợi không còn gì ấy. Một sợi cũng không còn là anh em sẽ chiến thắng. Anh em hiểu chưa? Đó các bạn ạ. Thì cái luật chơi thì mình chắc là sẽ không phải trình bày nhiều nữa ấy. Thì nước thì mình đã hỗ trợ cho anh em đây rồi các bạn ạ. Nguyện vọng của anh em ở clip này đó chính là hỗ trợ nước để anh em dễ nuốt nha các bạn nha. Nào, anh em đã sẵn sàng chưa? Thử thách thiên mì trộn tương đen 5 gói. Anh em nào ăn hết nhanh nhất sẽ nhận tiền thưởng 3 triệu. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó các bạn ạ. Vậy là cuộc thi ăn mì trộn tương đen đã bắt đầu rồi. Thì mọi người thấy là những clip trước cũng vậy, vào đầu là anh em nào cũng phải cực kỳ ăn nhanh các bạn ạ. Đó. Nhưng mà đưa vào miếng đầu tiên là anh em đã đều kêu gọi là khó nhai rồi. Cái này mà không có nước thì khó anh. Nói chung là cái món này ngày hôm nay ấy thì không phải là thịt thả gì nha cậu nhà, mà chỉ là mì thôi con ạ. Chỉ có mì trộn với cả tương đen rồi, không có một chút gọi gì gọi là topping nha cậu nhà. Đây là mình nghĩ là cũng khá là khoai với anh em nếu mà 5 gói mì trộn tương đen này. Để xem hôm nay là anh em nào sẽ giành chiến thắng nào. Với tốc độ của Đôn Trà thì mình thấy gắp toàn miếng to thôi mọi người ạ. Còn Tiến thì gắp những miếng nho nhỏ. Mọi người có thể quan sát thấy là Mạnh cũng gắp những miếng to, Tiến thì những cái miếng gắp nho nhỏ thôi, không to bằng Đôn Trà nha cậu nha. Đôn Trà chỉ một gắp đưa vào là mất một phần của cái đĩa mì trộn tương đen luôn. Anh em nào hết phát là cướp tiền luôn nhá. Đừng quên mất lại gọi là cướp tiền, gọi là cướp phần thưởng luôn các bạn ạ. Mà mình hôm nay sẽ không phải trao như những lần trước nữa.
Đây các bạn này, quả gấp chất lượng của đồn chè này các bạn này. Ui. Đồn chè đi cho một miếng rất là to vào như là một gấp thì không thể vừa vào cái miệng. Lúc đầu thì mình nghĩ là anh em đang đèo nhau nha các bạn nha. Mình thấy Tiến gắp những miếng bé nhưng mà gắp liên tục các bạn ạ. Mình thấy Tiến như vãn hơn đấy các bạn ạ. Tiến như vãn hơn nha mọi người. Đồn chè thì gắp những miếng to nhưng mà mình thấy là vỗ ngực rồi kiểu như bị khô nó tắc ấy. Mạnh thì mình thấy là hết lửa đĩa rồi này con này. Đó. Với thử thách thi ăn ấy, thì anh em sẽ phải ăn nhanh nhất thì mới có thể giành được cái tiền thưởng nha các bạn nha. Anh em mà cứ ăn chậm kiểu như là bình thường mà ăn không phải thi ấy, thì anh em ăn rất là từ từ, nhưng mà riêng trong cuộc thi có ba anh em này thì anh em nào càng ăn nhanh thì sẽ cơ hội thắng càng cao nha các bạn nha. Hôm trước thì mình bảo anh em có yêu cầu hỗ trợ gì không thì thằng thì đòi nước, thằng thì không đòi nước nha các bạn nha. Mày thì chỉ nhắc tới hỗ trợ cái là anh em đòi nước luôn. Kiểu này uống nước mặn ha. Khô thì mọi người cũng đã thấy lúc đầu anh em bắt đầu, khi mà mình hô bắt đầu cái anh em ai cũng bảo khô và khó nhốt nha các bạn nha. Đó, mình thấy Tiến với đồn chè là xem nhau này. Mạnh thì vừa nãy là hết một lửa rồi nhưng mà Mạnh san ra nha các bạn nha. Đó, mình cứ nghĩ là Tiến gắp từng miếng nhỏ nhưng mà thực sự là gắp những miếng nhỏ nhưng mà cực kỳ chất lượng nha các bạn. Tiến chỉ có một góc của cái đĩa này thôi các bạn ạ. Đồn chè mình thấy còn nhiều hơn này. Mặc dù những miếng gắp của đồn chè rất là chất lượng, rất là to luôn. Hay là Tiến có mẹo hay không mình không biết, tí mình sẽ hỏi Tiến xem sao nha các bạn nha. Còn là Tiến hay ăn mì trộn tương đen nên là có mẹo ăn mì ấy các bạn ạ. Không lấy xuất xứ từ Hàn Quốc này. Nói chung Tiến như kia mình nghĩ là chỉ còn khoảng một gói nữa thôi. Đồn chè không biết hôm nay có bứt lốc được không đây. Ôi. Rồi mình sẽ hướng đến Tiến nhiều hơn nha các bạn nha. Tiến chỉ còn một xíu nữa thôi. Đồn chè thì mình nghĩ là chỉ cần 3 gắp của đồn chè như vừa nãy ấy, là mình nghĩ là chắc chắn là đồn chè sẽ bứt tốc nha. Trời ơi, gắp cổ cực á. Hôm nay mà không có nước gắp chắc là. Nó đến những quả gắp của đồn chè lúc đầu mọi người sẽ thấy là những quả gắp cực kỳ to luôn nhưng mà bây giờ đang nhỏ lại và đang xoăn xoăn rồi các bạn ạ. Đây nha các bạn nha. Hai thằng này lúc đầu mình thấy gắp miếng rất là to nhưng mà để đến bây giờ thì mình nhận định lại là chắc chắn là Tiến có mẹo ăn mì trộn tương đen các bạn ạ. Nhạc không có gì.
Mạnh vừa bảo Tiến là nhà không có mì nha con nha. Không có mì, dăm tay thắng là được. Không có mì ăn nhà mới. Nào, Tiến còn một vài gắp nữa là hết thôi, luôn trẻ có muốn tăng tốc hay không? Sau khi mà thấy Tiến gắp những miếng nhỏ mà nhanh hết như vậy ấy con ạ, thì Đôn Trẻ đã đang trải nghiệm những miếng nhỏ nhỏ hơn rồi. Nhưng mà hình như là nếu mà Đôn Trẻ tăng tốc thì mình nghĩ là chỉ cần hai gắp thôi. Nhưng mà đó, những cú gắp nhỏ nhỏ xinh xinh của Tiến nhưng mà rất là tốc độ nha các bạn nha. Mọi người cứ để ý xem là Đôn Chè Mạnh từ đầu là gắp toàn những cú to, quánh một phát là phải hết một phần của đĩa luôn đấy các bạn ạ. Đôn Chè mới Mạnh hình như là mình thấy là khi mà thấy Tiến gần hết thì như là đang có một chút gì đấy là không thể cố gắng được nữa ấy các bạn ạ. Đây nha các bạn nha. cú vừa nãy của Đôn Chè là hình như là mình thấy là đang hơi bị trêu người Tiến nha các bạn nha, không phải ọ thật các bạn ạ. hay đấy là cái gì đó để Đôn Chè bứt tóc, Đôn Chè bứt tóc các bạn ạ. Đôn Chè bứt tóc nha các bạn nha. Đây nè. Thế thì Đôn Chè mới đòi nước. Rồi. Đòi bứt tóc đấy mới đòi. Sợ quá. Ok các bạn ạ. Vậy là cuộc thử thách thi ăn gọi là mì trộn tương đen ngày hôm nay của ba thằng Trẻ Châu rồi ấy, thì đã có người chiến thắng rồi. Lúc đầu ấy mình thấy Tiến gắp những cái miếng nhỏ nhỏ, mình nghĩ là Tiến hôm nay không thể có cơ hội thắng được bởi vì gắp những miếng nhỏ như vậy. Nhưng mà khi mà đến gần cuối mình thấy là gắp những cái miếng nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà chất lượng tuyệt vời nha các bạn nha. Còn Đôn Chè mới Mạnh thì những miếng đầu ấy thì gắp những miếng rất là to, và gần đến cuối Đôn Chè chỉ bứt tóc một xíu nữa nhưng mà mình thấy ở trong miệng còn rất là nhiều. Thế Đôn Chè chỉ cần gọi là mượn ca nước để uống và ăn nốt ở trong miệng để bứt tốc cái, thì Tiến đã vội vàng gọi là ăn nốt để giành chiến thắng và mang về tiền thưởng là 3 triệu nha các bạn nha. Đó thì hôm nay ấy, thì khi mà để anh em thử thách thi ăn cái món ngày hôm nay ấy, thì ba anh em có suy nghĩ gì? Các bạn ạ, mình thì cái mì ăn nó lạ quá, lạ mì khô, mình chỉ cảm thấy nó khô rồi các bạn. Khô. Mình ăn lạ lạ, mình chỉ thích ăn cay rồi, càng cay càng ngon. Các bạn ạ, mình ăn không phải là nhà không có mì mà là mình ăn có chiến thuật cả đấy. Đó các bạn ạ. Có nghĩa đây chiến thuật, em anh thấy không, hai thằng tà lão gắp to đúng không? Đúng rồi. Em gắp bé nhưng mà miếng bé nó dễ trôi, có đâu miếng to vào mồm nó khô với nó khó nhuốt thế nào, khó ăn. Nên là cứ miếng bé mà nuốt nó nhanh. Đó là chiến thuật đúng không? Chiến thuật. Và em, nhưng mà em ở nhà em hay ăn mì trộn tương đen đúng không? Em tàn mì nước rồi. Nhưng mà đây cái chiến thuật này em lấy từ đâu ra? Từ đâu luôn, em ăn hai miếng to em thấy khó nữa để em chuyển sang ăn bé ngay. Đó thì mọi người đã có thể thấy là Tiến có chiến thuật riêng, vận dụng cái gọi là sự nhạy bén của mình nha các bạn nha. Rất là nhẹ nhàng, đó chính là khi mà ăn hai miếng to từ đầu thấy rất là khó nuốt và khô nên là đã chuyển sang miếng nhỏ và rất là nhanh để có thể giành chiến thắng. Mình nghĩ là Tiến ăn miếng nhỏ thì sẽ không chiến thắng được nhưng mà nào ngờ là lại có thể chiến thắng được nha các bạn nha. Mặc dù Đôn Chè và Mạnh vẫn còn đây chỉ còn khoảng 1-2 miếng rồi nhưng mà cũng không thể giành chiến thắng được với cả người gắp miếng bé nha các bạn nha. Thì hôm nay đã có người chiến thắng rồi ấy, thì mọi người đã thấy là
đấy là cái kinh nghiệm để có thể ăn mì trộn tương đen nhanh nhất nha cậu nha. Hai anh em này thì cậu cứ miếng to dã nhanh thì nghĩ là sẽ nhanh hết, nhưng mà thực sự là tắc cổ và không thể ăn nhanh hết được nha cậu nha. Và hôm nay đã người chiến thắng rồi thì mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây, nên anh em nào có xem được clip này của anh mình ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh mình nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.